Sáng nay chúng ta cà chua sốt với cá mồi chay ha, rồi mớp méo xào, rồi cải ngọt xào, ý mớp méo nấu canh chứ. Mà bằng cái đầm vô mấy con một quay vòng chứ. Chắc nổi tiếng lắm mấy con, mấy con chết mồm luôn ha. Cái đặc biệt nhất là vui vẻ, thoải mái cái tâm. Người vậy thì ai cũng thích gần gũi nha. Chứ ngoài ra bị nghiêm túc đến mức mà người ta sợ bị luôn. Có những người mà trong gia đình mà mình nghiêm túc đến mức mà gia đình sợ mình luôn. Vợ, con, đồ, chồng gì thấy sợ mình. Nghiêm túc mà mặt mình lạnh quá mà. Giết mà người ta gần mình là thấy người ta bị cúm. Thấy không? Nên cái cách dưỡng sinh đặc biệt nhất là một con người sống hoạt bát, vui vẻ. Có những lúc làm được việc lớn, có những lúc làm được việc nhỏ, có những lúc mình làm được việc bình thường, có những lúc mà giống như mình trẻ em vậy, quay vòng được. Nghĩa là cái gì mình cũng được, mình làm cho người khác nhìn mình mà người ta thấy vui, thấy mắc cười. Nên mình muốn đi đến nơi nào hay mình sống ở nơi nào mình phải trải nghiệm ở nơi đó thử nó làm sao mình mới biết được nó làm sao. Chứ đừng có nói mà coi hình ảnh hoặc là nhìn thoáng qua là kết luận liền, chưa chắc. Nên có những cái mà nói là một lẽ còn làm là một lẽ khác nhau. Trong cuộc đời nó là gì? Nếu mà ai nói mà làm chân thật là nó có cái cảm ứng, nó có một cái thu nhiếp chúng sanh mạnh. Nên mỗi một người mình gặp pháp môn niệm Phật này, mình chân thật mình áp dụng như đứa cắt cà chua gì nè, như đứa tính. Bây giờ như đứa cắt miếng gì là ai với đạo Phật. Ví dụ như giờ một chục lần vậy thì như đứa niệm được một chục có Phật hiểu. Mà nếu mà 100 lần vậy thì nó niệm được 100 câu Phật hiểu. Nếu như mà mình biết áp dụng là nó đặc biệt cái lắm luôn. Là mình sẽ biết trân quý câu Phật hiệu, tại vì niệm Phật một câu phúc sanh vô lượng. Nên mình trân quý, mình niệm một cái, mình cắt một cái, mình niệm một cái, cắt một cái. Cái này rất là quan trọng. Nếu như quý vị là người tu tịnh độ mà quý vị mà đặt vấn đề quan trọng gì là vì sẽ thành nhớ bằng niệm Phật cho mỗi lúc mỗi nơi. Ví dụ như A Di Đà Phật, thấy không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nếu mà đây là người niệm Phật không dễ, người đây là xung quanh đây, dụ như không phải người niệm Phật, thì mình đi trung tâm. Dụ như cái miệng mình thôi nhưng mà tâm mình nhớ A Di Đà Phật, thì vẫn là niệm Phật. Cái niệm là chữ nhớ, thấy không? Mình nhớ Phật là mình niệm liền, gọi là nhớ Phật niệm Phật. Còn mình nhớ Phật mình không niệm thì giống như mình không niệm Phật. Giống như bây giờ mình
mình nói mình trong lòng mình nhớ người nào đó mà mình không nói người ta cũng đâu biết đâu. Nên mình phải niệm lên để cho thấy mình niệm Phật. Nên quay phim mà hình ảnh quay phim mà thí dụ như bất cứ ai quay mình là người tu tịnh độ là mình nhét môi niệm Phật liền, giống như mình muốn vô diễn các môn niệm Phật cho nhiều người thấy ô người này niệm Phật. Cái tâm đó thôi mình đã tu duyên tu phước đặc biệt rồi, thù thắng. Nên những đức mỗi lúc mỗi nơi từng chút những đức đều đem tịnh độ giới thiệu hết chứ. Từ mấy cái nấu ăn sống động này thôi, khi những đức mà khi quý vị thì quý vị cũng trong công việc quý vị ảnh hưởng luôn, vì ông thầy ông làm việc rõ ràng, ông niệm Phật, ông khuyên mình thì trong công việc quý vị sẽ nhớ Phật niệm Phật. Cái này là một cái công đoạn Phật pháp mà trong công việc nấu ăn bây giờ nó thành một mô hình luôn rồi. Tính là cả tháng nay những đức nấu ăn thì ra rất là nhiều cái video nấu ăn của những đức. Nhưng hôm nay chúng ta làm món cà chua sốt với cá mòi chay nha. Nên cái danh từ mình phải kêu vậy thôi để mình biết cái món là món gì chứ. Đó. Nên mỗi món đồ ăn làm nó có một cái tâm huyết mình đặt vào. Mà cái tâm huyết đặt vào đặc biệt nhất là niệm Phật để nấu ăn. Nhớ kỹ, niệm Phật để nấu ăn. Vì dùng cái thức ăn để mà nuôi cái thân tứ đại. Nhưng một ngày nào thân tứ đại cũng bỏ mình, nên chúng ta làm trong công việc gì cũng phải cố gắng niệm Phật. Nếu như những người mà làm việc trong ngày lễ Quan Âm đồ đông đúc người ta hay mỗi tuần chủ nhật đồ mà mình nấu ăn mình đều niệm Phật không là mình không có sân si đâu quý vị. Và thêm cái nữa là cái phước duyên mình tạo nó đậu quá chứ. Thì nhớ tạo phước có lớn cỡ nào mà không có gầy dựng tín nguyện niệm Phật nha, thì giống như mây bay bồng bềnh không biết trôi về đâu. Nên mình niệm Phật đó là cái gốc, cái gốc, cái gốc đó đã chắc rồi thì phước duyên nó tụ ngay cái gốc. Nên mình cần phải niệm Phật để gầy dựng cái gốc. Cái này rất là quan trọng. Nên mỗi một người dù làm việc lớn lao cỡ nào nhưng mà không có tâm giải thoát thì phước báo vẫn là khỏi người hoặc khỏi chờ. Tổ sư đã nói gì à? Nên mình làm việc gì mình cũng phải niệm Phật, phải có tâm giải thoát. Vì cuộc đời này nó vô thường, không có gì tồn tại cả. Bữa nay người ta thương mình, ngày mai người ta ghét mình. Bữa nay mình thịnh, mai mình si không chừng. Nên sống trong cõi đời này, người ta có quyền thương mình và người ta cũng có quyền ghét mình. Khi người ta thương mình thì cái gì cũng tốt. Khi mà trở ngại hoặc nghịch cái gì chút là người ta ghét mình, cái gì cũng khó khăn. Nên bản thân mỗi ngày phải biết gầy dựng. Nên mới nói câu là không sợ người bỏ mình, chỉ sợ mình bỏ mình. Phải luôn luôn nuôi dưỡng được cái tâm vui của mình, nuôi dưỡng cái tâm giải thoát của mình. Thì trong cuộc đời mình có trở ngại gì đi chăng nữa, mình cũng còn cái chỗ nương tựa, đó là chính mình và nương tựa Phật Bồ Tát. Nên trong kinh nói là trước nhất phải tin tự, rồi mới tin tha. Giống như tự mình mà còn không đứng lên thì ai dìu được mình. Người ta chỉ là người đỡ mình thôi chứ, người ta đâu có kè mình hoài được đâu. Nên con người chúng ta phải, mỗi người phải đứng lên. Mình buồn người ta khuyên mình vui, mình phải phát huy niềm vui của chính mình chứ không phải để người ta khuyên mình hoài, khuyên giết rồi. Giống như cái máy nó bị lờn, khuyên nó không kích thích được nữa. Nên quý vị mọi người phải nhớ niệm Phật là một phương pháp giúp cho mình an vui tự tại và giúp cho mình an lạc tâm, tích tụ năng lượng lớn nhất. Nhớ quý vị, hay với đạo Phật ngày nào cũng ba món đơn giản như thế quý vị. Mà những đức nấu ăn tháng nay nhiều người lên ký, lên ký, thấy không? Nó con bé ốm nhơm nhách đó bây giờ nó lên ký 3 kg, còn nhỏ ốm nhơm nhách này cũng lên được 2-3 kg, còn con nhỏ tròn tròn kia thì nó lên mấy ký nữa thì nó tròn do luôn. Con nhỏ này lên được 0.5 kg. Các vị coi ha, cái quan trọng là gì? Mình vui vẻ mình nấu ăn làm như cái năng lượng nó truyền vào đó, tự nhiên nó làm cho con người mình á vừa thoải mái mà người ta ăn uống vô nó cũng
tự nhiên nó mập mạp lên quý vị. Không mà cái tâm mà nó đã vui rồi là nó đặc biệt lắm quý vị. Làm bất cứ một cái gì nó cũng đặc biệt. Nhớ kỹ cái này, cứ nhắc hoài để chúng ta nhắc mình. Người ta nói người buồn cảnh vật có vui bao giờ, thấy không? Ta buồn rồi là không có cái gì trước mắt mình mà đẹp đó chứ. Nên mình phải thường vui. A Di Đà Phật. Nó mình làm gì, ví dụ như quý vị phi cái gì thơm đi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mình tập vậy đó quý vị, vui vẻ an lạc thì mình mới đặc biệt được chứ. Quý vị nhớ nha, quý vị phi cái gì mà nó là mà không vui rồi nó văng dầu vô tay mình là mình tức, có khi mình chửi luôn rồi. Mà vui rồi không bao giờ mà nó văng vô tay đâu, nó văng vô tay cũng không bực bội nữa. Thôi đổi vô đi. Chùi cho nó A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bữa nay chúng ta 11 quý vị, chúng ta còn có như 6 ngày nữa thôi lễ Diếu Hâm nghe. Nên là gặp nhau trong cuộc đời này, mình hạnh phúc nhất là mình được cùng nhau tu duyên tu phước và hướng nhau về một cái thế giới đặc biệt của Phật A Di Đà nha quý vị. Đây là hạnh phúc nhất trong cuộc đời chúng ta. Nếu mà đến nhau trong cuộc đời này, trong cái cuộc vui mà ăn nhậu, hoặc trong cái cuộc vui mà chúng ta sát sanh hại vật, hoặc trong cuộc vui mà chúng ta ngồi mà tính toán thủ đoạn trộm cướp gì của ai, thì thật sự nó chỉ là cái niềm vui nhất thời mà nó không có cái quả báo đặc biệt. Rồi chúng ta gặp nhau trong cuộc đời này mà gặp nhau và khuyên nhau tu, khuyên nhau sống tốt, sống thiện, rồi sống vui, có phương hướng giải thoát. Những đứa nói đây là cái hạnh phúc nhất trong cái cuộc đời chúng ta đó nghe quý vị. Nên bây giờ những đứa thấy mình hiện tại nó rất là đủ duyên. Những đứa mỗi tuần thứ bảy chủ nhật rồi lễ đồ tổ chức người ta đông, có một cái hoàn cảnh rộng rãi, nó hòa thượng ngày tạo ra sẵn hết, những đức làm được, đây là duyên quá tuyệt vời. Nên là trong cái thời cuộc này mình dùng đa dạng phương tiện, dùng cách này cách kia đủ cách để làm chi, để đem tịnh độ giới thiệu. Nên mỗi một chương trình lễ gì những đức giống như nói dai lắm quý vị. Có nhiều người mà người ta nói người ta bận, người ta chưa đi được, mà ngày nào những đức cũng khuyên giết mà người ta đi luôn á. Người ta dụ như một chương trình gì người ta nói lần hai lần, còn những nói hoài, nói giết mà người ta chịu không nổi luôn, người ta phải đi. Có cái bà đó bà không có tiền đi đâu, mà bà nói là con cái này con không có tiền xe đi. Cuối cùng như đức nói hoài, nói giết mà bà mượn nợ bà đi luôn. Để lại Quan Âm. từ đó bà biết rằng mình nhiệt tình cái này thôi, kệ đi. Nè, mình sống bằng cả trái tim. Hết lòng hết dạ thôi kệ. Mình thấy rằng thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Nên bản thân của mình cố gắng dùng cái thân giả để mình làm cái gì đó ý nghĩa. Mà thấy khuyên người niệm Phật tu tập là ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình. Những đứa cũng nhờ gặp Phật pháp mà vui. Thật sự mà nói, những đứa mà nói về cái việc mà ví dụ như Phật giáo mà mình lý luận về kinh giáo này kia thì những đứa không biết nhiều, nhưng mà những đứa xác thực là chính bản thân những đứa học Phật được lợi ích, có niềm vui, có sự an lạc. Nên cái phương pháp niệm Phật là những đứa thấy quá hay, quá tuyệt vời. Và dùng đa dạng phương tiện để chúng ta rủ người đến đây tu tập. Nên quý Phật tử quý vị nhiệt liệt hết mình. Lễ Viếng Hoàng Âm sắp đến là chúng ta sắp xếp thời gian trong cuộc đời mình á, có khi quanh năm suốt tháng cứ làm hoài, mà khi nghèo cũng nghèo. Thôi bây giờ chúng ta bỏ ra 2-3 ngày, 3-4 ngày chúng ta đi đến chùa tu, kết duyên và tu phước tu duyên với tất cả chúng sanh. Dù mình không có tiền cúng dường các bạn nào đâu quý vị, nhưng mà mình đi đến đây mình niệm Phật, nghe pháp, lễ Quan Âm Bồ Tát, thật sự mà nói đây cũng là một cái việc tuyệt vời để mà tu tập phước duyên. Nhớ nghe vị A Di Đà Phật, A Di Đà.
Bởi vì ngôi chùa ấm áp nhất đó là, ví dụ mình trong bếp mình làm gì mình làm, mà người ta trên chánh điện người ta tu, đó là ấm áp nhất luôn. Chứ gặp mà trong ngôi Tam Bảo bây giờ mình làm còng lưng còng cổ chứ. Nhưng mà bây giờ không có cái người nào tu chánh điện hết trơn là chịu thua rồi. Nên có người ta tu chánh điện á, mình làm việc mình có thấy vui ấm áp. Nên ở trong một ngôi Tam Bảo, ngôi chùa nghe, mà có cái thời khóa tu đàng hoàng, cho ai làm thì làm, ai tu thì tu, làm thì nhiệt tình làm, tu nhiệt tình tu, những đức nó ấm áp dữ lắm luôn á, tuyệt vời lắm. Như giờ này như đức làm việc đây trên chánh điện, niệm Phật rầm rầm, mấy trăm người ta niệm Phật chứ. Mấy cái từ trường nó lan tỏa ra, ai cũng tạo phước duyên thù thắng chứ. Nên ví dụ như mình cúng dường một ngôi Tam Bảo mà người ta mỗi ngày người ta tu, mình người ta cũng thích cúng dường nữa. Tại vì sao? Vì nuôi người tu để giải thoát. Bây giờ ví dụ như bây giờ một ngôi chùa đi, mỗi lần lễ hội đông đúc người ta thiệt đông, nhưng mà khi qua lễ hội người ta về hết trơn, chùa đó vẫn buồn, buồn lắm. Đã đến đông thì thấy vui vui, mà người ta về hết trơn mà buồn. Với thêm cái nữa là người ta đến đông vậy mình cũng không ai làm, tại vì thường ngày mình trong chùa đâu có ai đâu. Nên từ nơi đó mà những đức thì thấy mình nuôi chúng, mình nhiệt tình, mình lo lắng cho người ta, nên cái người ta theo mình cũng đông. Từ nơi đó mà khi lễ lọc, người trong chùa mình như nhà mình lo cho người ta. Những đức thấy cách này rất là hay. Mà quý vị muốn người ta đi chung đường với mình phải lo cho người ta. Chứ mình nói bây giờ người ta vô đây người ta tu, mà bây giờ người ta ở trong chùa, mà bây giờ người ta tự lo cuộc sống cho người ta, thì người ta không có đến chùa tu đông đâu quý vị ơi. Mình phải lo cho người ta kìa. Nhớ nghe. Ê gấu ghê. Ví dụ vậy đến bây giờ mà tự nhiên, vậy đến bây giờ mà tự nhiên mà bạn cái đầm vô mấy con bồ quay vòng vòng vòng, chắc nổi tiếng lắm, mấy con mắc cười chết mồm luôn ha. Hai cái bài mà cháu lên ba. Áo này cái này là gặp về nghe vị. Nấu ăn nó sạch sẽ một chút. Nên quý vị biết rằng là cái người mà tu hành của mình là vì sao mà họ khỏe, họ sống thọ, họ trẻ là biết sao? Vì họ không có bị cái tuổi già câu thúc. Họ không bị cái tuổi già câu thúc thì họ mới trẻ. Nhưng mà cụ hứa chiếc là phải nói, tôi thường mỗi ngày ha ha, chứ tôi không có hu hu. Người ta hỏi bà là cái cách dưỡng sinh của bà cách nào, thì cụ hứa chiếc nói rằng là tôi thường ha ha chứ không hu hu. Người ta thì thường đặt vấn đề nặng nề, phải đặt vấn đề cái gì đó nặng nề, rồi mình phải là như thế nào đó, chứ không có được mà nói mà kiểu như mà không nghiêm túc gì. Thật sự mà nói quý vị, nghiêm túc không nghiêm túc gì, cái đặc biệt nhất là vui vẻ thoải mái cái tâm. Người vậy thì ai cũng thích gần gũi nè. Chứ ngoài ra quý vị nghiêm túc đến mức mà người ta sợ mình luôn. Có những người mà trong gia đình mà mình nghiêm túc đến mức mà gia đình sợ mình luôn, vợ con đồ chồng gì thấy sợ mình, nghiêm túc mà mặt mình lạnh quá mà giết mà người ta gần mình là thấy người ta bị cúm không. Nên cái cách dưỡng sinh đặc biệt nhất là một con người sống hoạt bát vui vẻ. Có những lúc làm được việc lớn, có những lúc làm được việc nhỏ, có những lúc mình làm được việc bình thường, có những lúc mà giống như mình trẻ em vậy, quay vòng vòng được. Nghĩa là cái gì mình cũng được, mình làm cho người khác nhìn mình mà người ta thấy vui, thấy mắc cười. Bản thân mình ai nói gì có quan trọng gì quá đâu, cái quan trọng là bị làm được những việc ý nghĩa trong cuộc đời hay không. Thí dụ như một người khùng ba trận đi vòng vòng ngoài đường không làm được gì, còn một người làm được nhiều việc trong cuộc đời mà lại trở thành một con người đơn giản bình dị, đó là cái mình nên để ý. Cái đó mới là cái pháp thù thắng đó quý vị. Chứ đừng bao giờ nói rằng là đi nào là nghiêm rồi mặt kinh kênh rồi ha, nhìn rồi nhìn ghê gớp, chưa chắc. Đó chỉ là cái cá nhân hình thức của mình thôi. Còn cái mà áp dụng trong nhân sinh là con người mình phải nhập duyên nhập cảnh cực kỳ đơn giản. Tại sao mà tất cả mấy cô làm việc với những đức mấy cô thấy vui lắm, lúc nào những đức xuống nhà bếp thấy vui lắm,
Nếu mà những đức mà con người khó khăn khó chịu, những đức mà bữa nào xuống nhà bếp là mấy cô ai cũng sợ, đứa nào cái mặt nó cũng giết là nó thành con khỉ khô luôn. Tại sao trong chùa mình mà người ta sống qua năm suốt tháng mà người ta ở trong chùa được quý vị? Là vì người ta vui người ta ở trong chùa được. Chứ ngoài ra mà nếu như mà bây giờ trẻ trẻ như gì nè, gì nè trẻ trẻ gì không, nếu như mà không vui thì bây giờ nó sao nó tu được? Khi mình mà buồn á là bao nhiêu nỗi buồn nó quay về với mình, khi mình vui thì bao nhiêu niềm vui nó hội tụ về. Nên trẻ gì mà nó vui vẻ thì nó mới tu hành, nó có da có thịt có mỡ mập mạp. Chứ ngoài ra nếu không á, mặt như khỉ khô héo queo như con mèo thì người ta vô chùa này người ta nhìn mấy cô này ai mà chịu vô chùa tu quý vị. Mà như gặp nó đơ đơ nữa, đi đâu mà mặt nó cũng à. Vậy thì bây giờ đổ ai bây giờ, thấy không? Nên cái cực kỳ đơn giản, mình phải nhớ kỹ, mình phải nhận thức cho sâu sắc. Có những cái hình thức mà người ta làm nó rất là lạ, rất là tiếu, nhưng mà trong cuộc đời của người đó người ta lại làm được nhiều việc quan trọng. Thì đó là cái gì? Cái diễn đạt làm sao mình lên cao được, mình xuống thấp được. Cái này nó quan trọng lắm nha quý vị, cực kỳ quan trọng luôn á. Nó giống như giờ nhà Đức vô bếp nấu ăn được đó. Vậy quý vị dù bây giờ quý vị làm giám đốc hay làm kỹ sư gì, nó quý vị vô bếp nấu ăn đồ cho vợ hay cho con rồi mình làm thử đi. Mình đi làm xong mình về nhà, mình lau nhà, mình dọn dẹp nhà, mình cái gì phụ được gia đình là mình phụ đi, mình làm thử đi. Ai cười chê mình? Mình làm gì việc thì mình sẽ nhận thức được thôi. Nên đó là cái cực kỳ quan trọng. Nên con người mà sống vui, những đức nói cả đời những đức tôn trọng sự sống vui vẻ, sống hoạt bát. Như nó Lão Hoang Đồng ngày xưa những đức coi phim mà Quốc Tĩnh Hoàng Dung á, thằng Điêu Đại Hiệp với Võ Lâm Ngũ Bá vậy đó. Là những đức nói là Lão Hoang Đồng Châu Bá Thông là ổng sống mấy đời, ổng chỉ đúng con cái là ổng vui, ổng an lạc, ổng như trẻ em vậy. Nên ổng sống thọ. Thì rõ ràng bà cụ Hứa Chiếc cũng nói dưỡng sinh của bà là ha ha chứ không phải hu hu. Cái người hu hu là mau già mau bệnh mau chết, người thường ha ha là trẻ trung an lạc. Nên nhiều Phật tử ta nói ta gặp những đức bên ngoài ta thấy rất là trẻ, trẻ hơn ở trong cô khuyên ảnh. Vì sao? Những đức vui nhiều. Nếu những đức mà như ngày xưa mặt ngầu 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 là bây giờ nó hô cái mỏ nó nhọn kinh khủng luôn, đi ngang người ta là dính vô cái miệng người ta luôn. Chứ đừng có nói chuyện dưỡng chơi, nhọn quá mà, thấy không? Nên mình phải an lạc vui vẻ thì cái mỏ nó đỡ nhọn lại. Cái người mớm mà vui á thì từ từ nó đỡ mớm. Cái người hô mà vui á thì tự đỡ hô. Người ung thư mà sống vui vẻ thì từ từ đỡ ung thư. Nhớ kỹ nghe. Cái người mà không có duyên mà vui thì từ từ có duyên. Người bị ế mà vui là từ từ hết ế. Thế là sao? Nên á, người nghèo mà vui á, từ từ sẽ khá giả lên. Duyên quốc nó sanh từ niềm vui, sống an lạc niệm Phật. Nhớ kỹ nghe quý vị, này quan trọng lắm á. A-di-đà Phật. Vì thấy ngay câu Phật hiệu này hay nha. Khi mình nói chuyện đến đoạn nào á mà mình á, mà câu nói mình vừa dứt, mình niệm câu A-di-đà Phật là mình nói chuyện tiếp tục nó liền. Hay vậy đó. Giống như mà cái người niệm Phật đi, người ta hát đi, đoạn nào người ta quên cái người ta niệm Phật lên liền, nó không có bị đứng đó. Nên câu Phật hiệu này rất hay, mà quý vị muốn áp dụng được gì đó là mỗi lúc mỗi nơi quý vị niệm Phật, nó mới giúp cho quý vị trong cái lúc mà trở ngại hoặc trong cái lúc mà quý vị quê quý vị bí không có nói được gì, đưa câu Phật hiệu ra liền. À, phải thường quân tập nó mới quen được nghe. Nhớ đổ cá môi vô đi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đây. A Di Đà Phật. Đây là nước xót cá mòi phải không? A Di Đà Phật. Bác xịn sợ. Rồi được. Một chút cũng không bỏ nữa. Xài kỹ không bỏ gì. Nó nói vậy nghe chứ, nước sốt cá mòi này thôi nha, ăn cơm
mà chỉ nước này thôi, chan vô cơm ăn thôi cũng là hết sảy, quá ngon quá xịn luôn, hấp dẫn không, coi cái thèm phải không, quá ngon luôn à. Thấy không, bớ chén cơm ra nghe, múc miếng nước cá mòi nghe, chế lên nghe, múc miếng cơm nghe, ui ngon quá, đặc biệt. Nói mà hướng dẫn thôi mà đã thèm, khi mà ăn được thì nó ngon cỡ nào. Bởi vì thứ bảy tuần này vị đến Thiện Đức sẽ nấu một nồi chè bắp cho vị ăn. Thứ bảy tuần này nghe, mỗi tuần thứ bảy chủ nhật bây giờ chúng ta sẽ nghĩ những món ăn gì để nấu cho gia đình mình ăn nghe. Hôm qua người ta cúng được một xe bắp, sáng nay luộc số bắp ăn, rồi chừa lại số bắp để thứ bảy nấu nè nồi chè bắp cho vị ăn hết sảy. Ăn nồi chè bắp này xong nghe, ăn nồi chè bắp này xong là bắt đầu là như thế nào, ghẻ chốc nó cũng hết luôn, lát hết luôn, nào, nó buồn hết luôn, vui phát triển, sức khỏe bao la, lại quan âm rầm rầm. Từ nơi đó mà giờ phải từ thứ bảy chủ nhật chúng ta có đi đến đây để mình đại gia đình cùng ngồi lại bên nhau, nó có một buổi cơm gia đình đúng là quá hạnh phúc quý vị, quá tuyệt vời phải không quý vị. Thấy là thấy vui vẻ gì bây giờ mà nói mà cái người lãnh đạo mà có những giây phút mà gần gũi gì thì cái người mà dưới tay mình ai mà không thích gần gũi mình và xiên làm quý vị. Đúng rồi. Chứ quý vị đừng có bao giờ mà quý vị nói rằng là mình phải ngầu ngầu nghiêm nghiêm gì. Mình ngầu quá người ta nặng nề, người ta gặp mình là người ta tránh mất tiêu rồi. Nói cái người mà khó chịu mình đi đến đâu là người ta tản mát hết trơn, không có tập trung lại. Còn người mà vui vẻ là người ta tập trung lại à. Cái người vui vẻ cũng như trái thơm vậy, ai cũng đi lỡ đi hết mùi. Còn mình là người khó chịu thì giống như trái thúi vậy đó, liên chỗ nào là chỗ đó người ta tản mát hết chứ. Nhớ nghe, mình nói vui vẻ không? Yeah. A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.